ngồi bên này. Chị nghĩ người dùng Viettel nhiều chứ. Ừ, chủ yếu người dùng Viettel mà. Em thấy mọi người ai dùng Viettel ấy. Mấy cái con kia nó biết em không thi nó sung sướng lắm. Nó đi đăng ký luôn chị ạ. Thế á? Còn những kia là nó chưa đăng ký à? Ừ. Nó biết nó không có cơ hội gì. Thế là Facebook của em toàn trong giới phun xăm ấy. Chả có khách mấy đâu, chủ yếu những cái comment đấy toàn là người làm nghề á, người ta đi tương tác nhau á chị. Mà cái bọn phun xăm bọn nó rất hay đi tương tác nhá.